mình cũng chuẩn bị đổ cái măng sấu trước nha cả nhà. Đang đóng cái vàng thì mình xay cũng tới tay, giật cái nén trên đó nha cô chú anh chị bạn. Cắn mấy cuộn làm ở trong phòng này thì mình cũng mới đổ cái đà đầu cửa phòng nè, đà cái đầu cửa phòng thì mai mình tiếp tục là xe lên trên luôn nha. Đừng nữa đổ cái đà miệng ở trên vách tường á cô chú anh chị bạn đó. Thì mình làm thì cũng chờ để mà mình đổ cho cái đà nó liền với nhau nha. Đây nữa đổ cái đà đó nó sẽ liền qua tới đầu cột bên đây đó, để cho nó kiền cái miệng lại, đừng cho nó nữa sau này nó không có bị găng nứt vách tường nha cô chú anh chị bạn. Những cái clip mà mình quay clip ngắn TikTok để cho cô chú anh chị bạn xem cho vui. Chứ thật sự thì những anh em làm đây thì cũng rất là nhiệt tình nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và bạn xem tiếp những cái phần tiếp theo của mình đăng video. Thì cô chú anh chị và bạn thấy có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người xem nha. Mình cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì kênh mình thì bên nhà xây dựng thì những mình chia sẻ những cái công việc mình làm hàng ngày cũng như anh em đang làm đó. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem là có những cái gì đóng góp ý kiến bình luận bên dưới cho mình biết nha, để mình học hỏi thêm kinh nghiệm thôi nha. Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Châu Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Mình chào cô chú anh chị các bạn đến kênh Minh Châu Miền Tây TV nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục sẽ đổ cái máng Sino và máng sói ở nhà cấp 4 nha. Thì này mình đã xây tới đây rồi nè. Thì cũng sắp sửa đổ kèo, thả đồng tay rồi quay lại lợp. Giờ này mình đổ cái máng này nữa là mình làm cái máng sói xong rồi mình mới có dắt đồng tay lợp nha. Thì hôm nay mình đi dĩ đà sắt 12, cái đà ngang này 4,5 m, mình đi ra 6 cây sắt 12 và dĩ là dĩ sắt 8. Máy điện hay vậy? Máy điện hả? Đổ bê tông lên nha. Ồ, đặt dưới à? Đặt đổ ngoài, đứt lát nó nghe hồ nhão đổ cho. Đổ bìa ngoài. Quá xa. Chìm được luôn.
chim bột. Cào vô lỗ, lỗ chỗ cây này nè, thiếu. Ừ. Ồ, đường bay lá lướt ha, quơ hồn, gieo gieo ha. Này hai miếng dán dài luôn, đâu cần cục nữa. Kết cho chỗ luôn, kéo qua đây luôn. Thì mình mới vừa đổ xong luôn nha cả nhà. Để đổ có cái gì vô nữa mình đóng lọc không cho đẹp nha. Đó, dòng đây. Cái bên đây cái hàng ba này mình tại vì hướng này mưa gió vô á, rồi chủ nhà yêu cầu xây một cái vách tường lên để chắn mưa. Mình cũng đổ cái ghìa. Cái như là nó vuông vuông hình chữ nhật vô, có cái ghìa đựng nữa mình đóng lọc không. Giữ cấp cho đẹp nha. Còn cái đà trên đó mình đổ cái đà ngang trực tiếp luôn. Đây, mình đổ bề ngang này là 80 nha. 88. Đây chừa gâu ra, đừng nữa mình xây cái tường trên đầu cửa này qua, đừng mình đổ đà luôn. Nói chung là đổ hết nha. Rồi, đây là mình đã cái nén xong nha, giờ đang lập là mới lập được cái máy làm sao. Thì con mũi áo đen rồi, bữa nay rồi áo đen rồi, không có tạnh áo áo nâu nữa. Đó. Lọc được máy sau này ăn cái nhà đá đồng tay cây nha. À, một chút lát nữa là xong phim. Mắng sói cán rồi luôn. Đưa lên luôn được không? Đưa lên luôn đi. Đưa được to nữa nha. Thì bây giờ mình tới cái giai đoạn là mình đổ bê tông nền nha cô chú anh chị và bạn. Đó, thì trên nền xây tường rồi, đã lợp rồi. Lợp máy rồi, giờ là đổ bê tông nền. Thì những anh em mà cào bê tông hạ xuống khoảng 7 phần 8 phần để đổ bê tông vô nha. Lợp trước xong cho mình. Xe nữa, vô đó xe nữa luôn. Xe không luôn. Xe luôn đi cho nó ủi vô luôn. Vô xe nữa em chơi. 30 năm hả? Để vô giữa, đổ ngay giữa nè. Rồi, hết luôn. Đây xuống nha cả nhà. Thì nếu mình đổ mà không có sắt á thì theo chủ nhà người ta yêu cầu mình sắt thì mình bôi sắt, còn không thì mình không có bôi sắt.
thì cái nền này mình đổ không bôi sắt, mình đổ dày khoảng 7 phần hoặc 8 phần là nó cũng ok nha. Còn như có sắt thì mình đổ khoảng chừng 6 phần cũng được. Đổ ngoài, đổ ngoài. Đây đổ ngoài nè. Đây là anh mũi đốt nha. Rồi, để mình vẫn khóa hộp. Ngoài luôn để ơi. Đây là con quá. Đây. Đây là mũi đốt áo tím nha cả nhà. Đây đổ bê tông luôn nè. Rồi để một lát nữa mình gạt xong rồi mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Mình cán được cái hai cái phòng rồi đó nha. Đó, cái phòng bên đó, cái phòng bên đây. Thì bê tông này đổ cũng tương đối thôi cả nhà, chứ không có bằng nha. Mình ở đây miền Tây mình làm cũng tương đối thôi, nữa còn cán một lớp hồ sáp nữa trên mình nó lót gạch nha. Đây lót bao hết, mình lòng toàn bộ. Tường. Ngon lành cành đào. Và ở đây đổ bê tông thì chỉ có 4 người thôi nha cả nhà. Giờ với mình đó là 5. Chứ không có đổ ấy thì đổ cái nền này tổng cộng chỉ có 30 mấy bao thôi. À, xong một cái nền này là một buổi sáng chắc giờ là 9 giờ mấy rồi nè. Một lát nữa là xong ăn cả nhà. Còn cái khu vực này không à. Đổ chỗ cái mối gáp này trước. Đổ gáp này trước để cho nó chặn bển đây thôi, nó xếp mấy. Rồi. Giờ bển luôn. Mí này dài qua không? Đổ ngoài không đổ. Tôi đổ mấy ngoài cho nó chạy vô để thôi, nó chạy ngược lại nó dở mi lông lên. Ngoài nó chút đi rồi. Nó tới ủi vô. Đóng cái này đố buổi sáng xong mẹ rồi. Có quẹo. Trời. Chết luôn. Này mình đố buổi sáng được ngày trời. Khỏe gà ha. Đố xong buổi sáng được ngày rồi. Rồi để mình tạm dừng máy, mình chào ra cả nhà. Cô chú anh chị các bạn xem nhớ thấy hay đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi đây mình đổ xong nha cả nhà. Mới về xong 11 giờ là mình đổ xong cái nền nha. Cũng tầm 30 mấy bao là tổng cộng cũng là 80 mấy mét vuông luôn chú anh chị. Xong rồi cái này là xong, mình chuẩn bị là nó là quay là tô nha, tô trang trí nó là xong phần nền, phần thô. Rồi mình cũng hẹn cô chú anh chị và bạn nè tới những cái video tiếp theo nha.